người thầy mà thầy gặp, có những người thầy thầy phải bỏ ra tiền tỷ để học họ, có những người thầy thầy bỏ ra rất nhiều tiền để lắng nghe họ nói trong vòng 1 đến 2 phút thôi. Và điểm chung của họ đều là những người gì? Đọc sách. Và họ đều nằm lòng cái tuyên bố viên này. Họ đều ứng dụng và làm theo cái tuyên bố viên này. Trước đó thì họ cũng đã từng cãi cha, cãi mẹ. Nhưng từ khi mà cuộc sống của họ thay đổi là vì cái cách thức giao tiếp của họ thay đổi. Họ không bất hiếu với ông bà bố mẹ nữa. Họ không nói dối người khác nữa. Không nói dối ông bà bố mẹ nữa. Họ không phán xét bạn khác nữa. Không chê trách bạn khác nữa. Họ luôn tin họ có thể làm được. Chúng ta trong tuyên bố viên chúng ta nói là tôi tin tôi có thể chinh phục mọi mục tiêu. Cái tuyên bố viên này chúng ta cần làm lòng và ứng dụng nó. Hãy nhớ các bạn hoàn toàn có thể làm được mọi thứ nhé. Các bạn giỏi hơn thầy rất nhiều. Các bạn giàu hơn thầy rất nhiều. Giàu về tuổi trẻ đấy. Bây giờ thầy ước gì thầy được quay lại tuổi như các bạn và được học một lớp học như thế này. Thì thầy nghĩ rằng năm 30 tuổi thầy chắc sẽ khác nhiều lắm. Ngày xưa không có lớp học như này để học đâu. Không có người chỉ cho là phải làm thế này, phải nói thế này đâu. Không có. Bố mẹ đi làm suốt ngày, về tối cái ăn cơm cái là xong, đi ngủ hôm sau đi học tiếp. Vậy nên thầy hy vọng là các bạn tiếp tục đọc sách, nỗ lực đọc sách. Và hẹn gặp các bạn trong đọc sách 365 level 3, kỹ năng thuyết trình. Và để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng chúc mừng. Tôi tên là Nguyễn Trung Duy, tôi hiếu thảo với ông bà bố mẹ, tôi trung thực với mọi người. Tôi yêu thương và tha thứ cho sai lầm của người khác. Tôi sẵn sàng học hỏi và giúp đỡ mọi người. Tôi luôn tìm điểm tốt để khen tặng và khích lệ người khác. Tôi tin tôi có thể chinh phục một mục tiêu. Tôi không phàn nàn, không đổ lỗi, không oan biện. Tôi không bình phẩm về ngoại hình và nhân cách của người khác. Tôi là học trò của Đại Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch Hội Viên Nhà Việt Nam. Con xin cảm ơn. Sau khi học xong khóa học 365 ngày Level 2 của thầy Nguyễn Đức Trường, con đã cảm thấy tự tin hơn giao tiếp với mọi người. Con đã biết tự làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Và ước mơ sau này của con là trở thành một nhà đầu tư lớn của câu lạc bộ Manchester United ạ. Không ước thì thôi, ước phải ước lớn. Và ước lớn thì phải có khả năng cam kết để làm được ha. Con đã thay đổi, tự tin hơn, đứng lên một cách hiện đại, phong thái đàng hoàng và rất là tốt, chia sẻ cảm nhận rất là tốt. Và tương lai sau khi lên level 3 thì khả năng thuyết trình thầy đảm bảo với con sẽ tự tin nói với tương lai bạn mà không phải run, con tự tin nói lên những cảm nghĩ của mình mà không cần phải trước. Đó là kỹ năng của một trong những học giả. Chúng ta phải nói năng như một thuyết trình ra. Đây một món quà chứng nhận cho con đã hoàn thành lớp level 2. Và hy vọng là con sẽ ứng xử như một học viên đọc sách 365 level 2. Hiếu thảo, trung thực và tự tin. Không phàn nàn, không đổ lỗi, không bao biện. Và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội. Ok không nào?